Liên quan đến vụ người phụ nữ ẩu đả với bảo vệ chung cư vì bị nhắc không đeo khẩu trang, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, tối ngày 15 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an phường và tổ kiểm tra xử lý công tác phòng chống dịch COVID-19 đã lập biên bản vi phạm hành chính với người phụ nữ số tiền 2 triệu đồng. Trước đó, sáng cùng ngày, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ẩu đả với bảo vệ ở chung cư được đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung clip thể hiện, người phụ nữ không đeo khẩu trang, đi vào thang máy thì bảo vệ chặn lại nhắc nhở. Một lúc sau, người phụ nữ và bảo vệ cự cãi lớn tiếng với nhau. Bất ngờ người phụ nữ xông vào ẩu đả với các bảo vệ. Sự việc chỉ dừng lại khi người phụ nữ được một số bảo vệ đưa ra ngoài. Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều bất bình trước hành động của người phụ nữ không đeo khẩu trang trong đoạn clip. Sự việc diễn ra vào tối ngày 13 tháng 5 ở thang máy tại Block A của chung cư Green Hill, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ không đeo khẩu trang trong đoạn clip là bà G, sống tại chung cư trên.